Đây, cái Vy ơi, hệ thống âm thanh của DBS nổ máy rồi đây. Mỗi tội là phải đến một tiếng đồng hồ toàn là những tiết mục, nói chung là nhạc đình chùa mà cái gì ạ, nhạc đình chùa, nhạc lễ hội mà nghe nó kiểu nó nghe nó kiểu gì ấy, nó không phải là cái dòng nhạc mà mình hay nghe quý vị ạ. Đứng ở trong này nghe rất là nhức đầu. Thực sự là mình làm âm thanh lâu rồi nhưng mà kiểu nhạc các bà kiểu như là thâu đi thâu lại kiểu như là cứ đi xem ở đâu đấy xong lại quay bằng điện thoại xong rồi đến tắm vào nghe nó nhòe nhòe hết cả da, rất là nhức đầu. Hệ thống âm thanh thì quá khủng rồi nhưng mà phát những cái nhạc như này thì tôi cũng chịu thua luôn. Đây này, thiên tài lắm. Đây, và quá đẹp luôn. 4 mít lâu, 8 hoa dày này. 4 quả xúc lang. 4 quả xúc lang đánh thì tức ngực luôn. Trên sân khấu 2 monitor 40 nha. Phải đến 1 tiếng đồng hồ rồi quý vị ạ. 1 tiếng đồng hồ rồi. Toàn nhạc như này. Đây, loa đẹp chưa quý vị ơi, nét căng luôn nha. Nói chung là đi làm đình chùa lễ hội này thì kiểu như là cái kiểu nhạc với cả kiểu cái phong cách biểu diễn nó sẽ khác với cả những cái chương trình khác ấy. Mình làm những chương trình khác thì ví dụ nhạc nhẽo chuẩn bị ok thì nó sẽ hay hơn. Đây, bên kia là khu vực kỹ thuật, anh em đang ngồi Hồng này. Hôm nay Hồng đang đứng máy. Nhạc đình chùa này nghe nó cứ lèo nhèo kiểu gì ấy.
Xin quý vị tay để cảm ơn đội văn nghệ đến từ Phương Trạch. Để tiếp theo chương trình sẽ là một chim trời.
sau đó là mời bạn bè sắp xếp. Tiếp theo chương trình đến từ hội người cao tuổi thôn Vương Trạch với bài Tìm Em Trong Chiều Hội Lim. Bài gì? Alo. Để tiếp mối chương trình.
tiếp nối chương trình văn nghệ. Phương Thùy đơn ca bài Lời Du. Hôm nay rất vinh dự được đi dự hội làng, cho nên em xin hát một bài ạ. Cả nhà cho một tràng pháo tay ạ. Oh my.
để kết thúc chương trình văn nghệ. Xin giới thiệu người hội người cao tuổi thôn Đồng Nhân lên nhảy bài Trèo Lên Bản Thượng. Quay.
chiêm là bạn bình chiêm. Rồi, chương trình hết rồi.